Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tính Tiền. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chạy một con xe. Thì như các bạn đã thấy ở đây, thì đây là một con xe đầu kéo. Bạn thấy là có chữ S3000 đúng không ạ? Vậy thì mình đang chạy con Sigma S3000 nha các bạn nhé. Đó, một trong những dòng xe đầu kéo, nó phải nói rằng là một trong những thương hiệu xe mà nó có mặt ở Việt Nam cũng một thời gian cũng tương đối là dài rồi đó. Tuy là nó là sinh sau đẻ muộn sau các cái thương hiệu như Trang Long, Volvo, Đông Phe hoặc là FAW, nhưng mà thực ra thì dòng Sigma này nổi tiếng ở Việt Nam á, chủ yếu là dòng xe ben các bạn nhé. Đó, ở Việt Nam mình chủ yếu là xe ben, dòng Sigma là nhiều. Còn về đầu kéo với lại xe tải thùng thì hầu như là mình thấy rất là ít, rất là ít đó. Và hôm nay thì trong video ngày hôm nay mình sẽ được trải nghiệm một phiên bản xe đầu kéo series S3000. Mình nhớ không nhầm là đời đầu hay sao á, thì đời này thì cabin nó là cabin nóc cao 2 giường các bạn nhé. Đó, còn các series dòng M và X là các phiên bản về đời sau này, cho nên là cabin nó sẽ thấp hơn một chút xíu và bậc lên xuống của nó sẽ là 3 bậc. Mình nhớ không nhầm là Việt Nam mình có một cặp Sigma S3000 4 chân dùng máy quay chai ở Đắk Nông như là kim ngọc hay sao á. Trong câu lạc bộ anh em yêu xe á, hình như là series S3000 hay là cái gì thì cũng là Sigma đó, cabin nó cũng tương tự như con này đây đó, dùng máy quay chai 336 hay là ba ba bao nhiêu 360 gì đó, 12 tần số, 12 số số lẫy. Và hôm nay thì mình sẽ được trải nghiệm con Sigma này đây, và kéo theo nó là một cái rơ mọt, một cái rơ mọt, đây là rơ mọt là 2 tầng bạc các bạn nhé, 2 tầng bạc đó. Con này hơi thấp, sau mình sẽ giao lại cho một modder để kéo cùng cái vị kèo, nó kèo cùng xe nó cao lên chứ nữa. Đó, này cho hơi thấp đó. Móc này là móc lồng, móc Trung Quốc bạn nhé. Đó, đồng bộ đều Trung Quốc hết đó, gồm từ móc tới đầu kéo. Và đẹp không, con Sigma này khá là đẹp đấy, trông nó lạ lạ hơn so với các phiên bản Sigma trước kia mình dùng. Tại sao có cái thương hiệu Sigma? Bởi vì Sigma nó là liên doanh với man của liên doanh với thương hiệu man của nước rồi nhé. Nào, ok, bây giờ mình sẽ đi nhận hàng nhé anh em nhé. Đấy, con này thì model vẫn chưa thực sự là kỹ cho lắm, bạn cần nhìn cái phần ống bô của nó này bịt kín luôn cầu của nó là cầu dầu bạn nhé. Đấy, cầu dầu của ma thẳng hoi cùng nhíp, bạn thấy là cái cầu nó cao dã man không, nên là cái mắc cái thùng vô là cái thùng mình vẫn mắc cái rơ mọt, đó là cái rơ mọt mình dùng dốc ngược đằng sau luôn mâm xoay cũng cao mà nhíp cũng cao nữa. Tại sao dòng này nổi tiếng ở Việt Nam với lại thương hiệu xe ben thì mình sẽ giải thích sau. Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ lên và chúng ta sẽ tham quan phần nội thất của nó. Các bạn thấy tiếng máy của nó ổn không? Rất là ổn, bởi vì nó dùng máy quay chai rất là ổn. Hiện tại thì mình đang đứng ở một công ty để chuẩn bị vô nhận hàng nên nó cũng khá là ổn theo nữa. Đó, máy quay chai anh em nhé, con này sử dụng máy quay chai. Đó, sử dụng máy quay chai. Đây là bảng đồng hồ tắp lô của nó, mọi thứ rất là sơ sài, vẫn chưa được thực sự được kỹ lắm. Đây, đây là cabin nóc cao 2 giường. Đó, nói chung thì model này nó cũng khá là sơ sài, cũng chưa thực sự được kỹ cho lắm. Đó, à, thôi, có chạy là được. Nào, bây giờ chúng ta sẽ
vô nhận hàng. Thì trong video này mình chủ yếu là review và chơi trải nghiệm đối với series Sacman F3000 phiên bản xe đồ kéo mọi nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Mình quên chưa cắn cho nó cái còi hơi, đây vẫn còn còi điện. Con này dùng 16 số. Tại con đầu kéo này mình dùng là 16 số. Số nó hơi lỡ, chạy nó hơi hơi củ chuối tí. Gương con này thì hơi dính ra vào cái thành cửa nên hơi khó nhìn rồi. Hơi khó quan sát gương con này. Đặc biệt là cái còi re của nó to vãi chưởng. Quy trình ra hơi lâu các bạn nhé, vì cũng chơi trải nghiệm thôi các bạn. Nào, ta sẽ ra xe vô. Chỗ này nó hơi hẹp xíu nên mình quay hơi lâu quá không cảm. Các lại gương con này bên tài nó hơi khó nhìn. Rồi, ok. Tạm thời thì mình ra vô chỗ bốc hàng tương đối thôi các bạn. Rồi, máy quay chai thì nghe rất là ổn các bạn nhé. Máy quay chai mà. Đây là gọi là máy ve chai đấy. Nghe nó rất là ổn. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt động cơ đi và chúng ta sẽ bốc hàng lên xe. Rồi. Sau khi hàng đã chất lên xe thì bây giờ thì chúng ta sẽ để hàng. Ok, chỗ này nó cũng hơi hẹp. Cái nước khởi động động cơ nghe nó rất là thực tế và nó cũng rất là hay các bạn. Nó có một tí tít nhẹ xong bắt đầu nó khởi động lên.
Đó, nó rất là giống với các cái xe tàu kể cả con Thaco Oman ở Việt Nam cũng thế bạn nhé. Mình từng lên con đó, mình thử đề ba bạn nhé. Ở công ty mình có mà, mình bật chìa khóa khoảng vài giây sau đó nghe một tiếng tít một phát, rồi bắt đầu mình bật chìa khóa mới bắt đầu nó nổ máy đó. Cái này rất là thực tế luôn. À, chúng ta lên rồi. Sắp tới thì sẽ có xác mang bốn chân. Vào số là có số hơi các bạn nhé. Nghe cái tạch 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 tạch. Hiện tại con này đang trên V1.33 các bạn nhé. Thì test 34 35 điểm qua. Thì test 33 thì được. Hiện tại mod con sắc mạc S3000 này thì hiện tại đang private nha anh em. Nhà riêng tư. À, bên ngoài thì nó khá là ồn, nhưng bên trong khả năng cách âm nó rất là tốt các bạn, nghe rất là êm, không có tiếng gầm của động cơ.
Đường này khá là nhiều đèo anh em ạ. Bác đạp hơi cũng rất là sướng. Đạp phanh nhé. Cảm giác mỗi lần về số đạp phanh là nó nghe tí xì cũng hơi ấy, nghe rất là buồn người ta. Lên dốc bà con ơi. Và em nhảy từ số 13 về số 6 lắm. À, tiếng âm thanh của máy nghe rất là hay. Dốc cũng tương đối là rất là cao nhưng mà còn quá. Cầu kia làm chưa xong kìa. Phải đi đường vòng qua đây các bạn. Có lẽ thì phần đi đường dài nó còn rất là lâu. Ui, lại lên đèo rồi. Lên dốc, lên dốc, lên dốc. Bạn hãy cùng xem sắc màn với WeChat lên dốc. Rất là khỏe các bạn. Đứng im chỗ dễ gạch rồi. Rất là khỏe các bạn. To con mẹ đó rồi. Xích con mẹ nó rồi. Rồi, lên rồi bà con ơi.
mình nói đừng chừng lúc mình về số 6 cho số 1 đấy là nó mất chớn mẹ mất rồi đứng nhìn chùa nó quay bánh xe quay bánh xe này mình thấy hai cái cầu sau của nó một bánh quay nhanh bánh quay chậm này đó đúng là xe rất là khỏe các bạn cầu man máy quay chai mạnh thật. Mình đang về tầng tầng rùa anh em nhé, về tầng rùa để lên đây. Qua các đoạn này chắc là mình sẽ bay tới chỗ để trả hàng luôn, ra xe luôn. Vì video này mình chỉ giới thiệu về cái dòng Sacman F3000 hiện tại mình đang sở hữu thôi. Đó. Đấy, chặn sắp vé này. Enter. Xong, lên đường. Hiện tại mình đang chuẩn bị xuống khu vực đèo dốc bạn này. Wow. Đồ đèo như con như hôm bữa chạy con đông phe thì teo. Ở đây đã phanh hồi đến hồi cá chơi bố luôn này. Để xuống một. Ui nó thắng lại bạn này. Nhìn cabin nó tung 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 này. Rồi chuẩn bị lên dốc các bà con các bác ơi. Về số 3 các bạn nhé. Từ số 6 nhảy về số 3 luôn. Nghe tiếng động cơ nó gầm không?
Ồ, lại tiếp tục vô hầm bà con à. Sao mà nhiều hầm thế? Lại vô hầm tiếp. Rồi, cuối cùng mình đã tới nơi để trả hàng. Ok, xác nhận luôn. Wow, căng lên. Vướng là xe tải, tay rồi. Căng lên. Căng đây bà con cô bác ơi, mình sẽ ra ngoài xe vô thôi chứ kiểu này không quay trong đây được. Cái này hơi bị lỗi mác các bạn này. Đây là đường dẫn vào trong công ty mà xe đấy rất là nhiều.
À, cuối cùng thì mình cũng ra được vô được đến nơi các bạn nhé. Cũng có một chút kỹ thuật nho nhỏ. Và có lẽ thì video mình hôm nay cũng xin được phép chúc tại đây ạ. Và nếu bạn thấy hay, đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe cũng một kênh các bạn nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ạ. Công việc của mình bây giờ cũng hết sức đơn giản là tắt máy và trả hàng thôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau về các dòng xe đầu kéo cũng như về các dòng xe mobile dừng nằm ạ.